Nhìn tụi anh thật cool, làm như băng mà không cần cố. Nên tụi lên càng cao nên như B. Ray ở trong thành phố. Ba liên tục lặp lại như một tần số. Còn ngoài chơi cũ của em mà tập tóc có một thằng ngố. Đây phải cây cần số, lên để trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng khủng bố, nên cầm tay lái lên phải đeo găng. Chỉ đến khi mà không còn gì mới dừng. Lên đi đâu dễ, bắt kịp anh thì không thể. Nhưng mình trong tay mừng mơ. Sắp đẹp là điều thứ nhất, đây là một nửa cái hướng thứ hai. So, if you wanna suck my DM, let it slide. Anh của em thì dễ, không bao giờ có chuyện ngược lại. Thì sẽ ba ba ba, nhưng mình vẫn có một bài bắn là bang bang. Yeah.